Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và các bạn đang theo dõi Ok. Đây sẽ là video làm thế nào để tự học tiếng Anh ở nhà tiến bộ nhanh và hiệu quả. Thời gian này thì chúng ta ở nhà nhiều hơn so với đợt trước để phòng chống dịch, cho nên là hãy tận dụng thời gian một chút để cải thiện tiếng Anh. Chia sẻ với mọi người là mắt mình một tuần nay là bị lẹo, là mình ở nhà chống dịch cho nên là chưa ra được nhiều video đa dạng. Nhưng mà hy vọng rằng cái clip này sẽ phục vụ rất tốt cho những bạn nào đang ở nhà phòng chống dịch như mình để tiến bộ thật nhanh tiếng Anh. Miễn là bạn có điện thoại, máy tính, mạng là chuyển được luôn. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Việc đầu tiên đó là học từ vựng. Các bạn nghe thì rất quen nhưng làm thế nào để học không thấy chán, học hiệu quả nhớ lâu? Đó là mình ở nhà mình sẽ hay vào cái trang web này EnglishClub.com. Lần nữa mình sẽ chỉ các bạn xem là các bạn thích chủ đề gì là các bạn học chủ đề đấy. Mình khuyên mọi người là nên học từ vựng theo chủ đề, bởi vì cái trang này mình hay vào là có hầu như tất cả các từ vựng về chủ đề, kiểu có giải thích nghĩa, có ví dụ câu, rồi có cách phát âm, rồi là có quiz nữa, là mấy cái câu đố vui để mình làm cho vui ấy. Các bạn muốn học từ vựng về chủ đề gì thì các bạn hãy click vào đây để tìm hiểu. Nhưng các bạn thấy là ở đây mới cập nhật cái từ vựng về coronavirus COVID-19 này. Đó, thử vào đây xem là có gì không. Thực ra bây giờ mình vào mình mới phát hiện thấy được. Thấy chưa, thì nó sẽ có rất là nhiều cái từ, ví dụ như coronavirus, contagious, hay là những từ như là COVID-19. Đó, COVID-19 là viết tắt của coronavirus disease 2019, kiểu kiểu như thế. Rồi sau đấy, ví dụ như có một từ mà các bạn thấy không biết cách phát âm như nào cho chính xác, các bạn vào ngay luôn Longman cho mình. Đó, vào từ điển Longman các bạn, ví dụ như cái từ disease này, cái từ bệnh tật này phát âm đúng chưa? Rồi đó, xem này, mình mở ra to các bạn nghe này. Disease. Rồi ví dụ như các bạn thích về chủ đề ẩm thực chẳng hạn thì các bạn search food. Ok, vocabulary. Đó, rồi các bạn search xem. Thì nó sẽ có rất nhiều, ví dụ như the vocabulary of food. Ấn vào đây nhá, thì các bạn sẽ thấy là wow, chủ đề về, những chủ đề và từ vựng về ẩm thực này có rất nhiều, ví dụ như là về cooking. Cooking thì chúng ta có cái gì? Đó, các bạn vào đây xem. Nhưng mà không đơn giản là chúng ta mở cái trang này xong chúng ta xem. Chúng ta chuẩn bị một cuốn sổ và một cái bút. Ví dụ như là ngày hôm nay đi, mình lên đây mình phát hiện ra là bánh trứng gọi là beating eggs. Mình viết vào nha. Rồi, đó, viết vào trong cuốn sổ này. Hay là gọt táo. Cái này là mình hay làm nhưng mà nhiều khi không biết gọt táo tiếng Anh là gì, đó là peel an apple, viết vào luôn. Đó. Hoặc là có thể như là sắc muối lên chẳng hạn, sprinkle salt. Đó. Viết vào nha. Rồi, sau đấy nhìn vào đây, không bất kể là ngày đấy các bạn học được bao nhiêu từ, cho như là 3 từ như mình đi cũng được, nhờ các bạn nhìn thường xuyên các bạn nhớ. Hoặc có một cách thứ hai đó là các bạn hãy mở điện thoại ở phần nốt, sau đấy các bạn viết ra những cái từ vựng như thế này, các bạn chụp màn hình lại và các bạn thiết lập là màn hình khóa. Đó, thế mỗi lần là các bạn mở điện thoại ra nhá, là các bạn lại được một lần nhìn vào những cái từ như thế này. Cố gắng nhìn tầm khoảng 5 giây thôi là các bạn cứ nhớ. Hoặc là hôm nay là mình đã học được những cái từ này rồi, sau đấy là lát nữa mình ra mình rán trứng chẳng hạn, mình đang đánh trứng, mình nói mình nhớ cái này là beating eggs, ok. Hoặc mình đang có tám, mình nói peel an apple, kiểu kiểu như thế. Đấy là cách mà chúng ta sẽ học từ vựng theo chủ đề mình muốn. Tiếp theo là tập nói, làm như nào chúng ta ở nhà chúng ta vẫn tập cải thiện cái khả năng phát âm, rồi cách nói, ngữ âm, ngữ điệu của mình. Thì có một phương pháp mình nghĩ là chắc nhiều bạn cũng biết rồi, đó là phương pháp shadowing. Cái phương pháp này là chúng ta sẽ tập để nói trùng cùng một lúc với cái đoạn văn, cái đoạn video mà mình đang nghe, mà người bản xứ nói á, để hạn chế tối đa sự ngập ngừng, sự dừng lại, để đến khi nào mà cảm giác như cái giọng nói của chúng ta, như cái bóng của họ luôn á, cùng một lúc luôn, và đè lên như họ luôn. Thì cái phương pháp như này bao gồm những bước sau. Đầu tiên là các bạn sẽ tìm một đoạn audio, một đoạn video mà của người bản xứ. Ví dụ như mình hay tìm nghe của bà Michelle Obama, và có transcript, kiểu có phụ đề ở đây ấy, Michelle Obama speech. Thì mình rất hay nghe speech bởi vì là mình muốn nói như kiểu đang đọc diễn văn cho nó hay ấy. Rồi, bước tiếp theo là các bạn sẽ nghe, nghe tầm khoảng 3-4 câu thôi. Mình học 3-4 câu của họ thôi. Mình nghe nhá. Mình vừa nghe, mình vừa chép lại transcript.
Ok, vậy là mình đã chép xong thì tổng cộng là có 3 câu trong vòng tầm khoảng 15 giây thôi. Thì bước tiếp theo là các bạn sẽ nghe và các bạn dừng từng câu và đọc theo bác. In this room, and those who are watching. So for all the young people in this room and those who are watching. Tức là bác dừng đoạn nào, ngắt nghỉ đoạn nào, mình kiểu gạch đi một chút, ngắt nghỉ. Know that this country belongs to you. Know that this country belongs to you. Cái cách bác nói cũng phải kiểu học như thế. Và có một số từ mình chưa hiểu, khoan đã cha, kệ, cứ nói theo đã. Và mình cứ tập nói đến khi nào mà mình đến lần thứ 3, thứ 4, mình cùng một lúc nói với bác, trùng bác luôn, hai bạn. So for all the young people in this room and those who are watching, know that this country belongs to you. Diversity is a face and colors and creeds. That is not a threat to who we are. It makes us who we are. Đó, đó chính là phương pháp shadowing. Và ví dụ như trong cái đoạn này thì có một từ mình không hiểu, đó là từ creeds. Ok, bây giờ mới lên search cái từ creeds là gì nha. Từ creeds. Creeds là a set of beliefs and principles. Tức là những cái niềm tin và những cái sao bỗng dưng quên cái từ đó. Principle là những cái nguyên tắc. Những cái niềm tin và những cái nguyên tắc. Đúng không? Creed là tín ngưỡng nha, một từ mới. Ok, viết vào luôn. Ngày hôm nay là ngoài ba từ này còn thêm một từ nữa là creed. Creed. A set of beliefs and principle. Ok, là học ngữ pháp. Nhưng mà mình cũng công nhận với mọi người, mình cũng rất là ghét ngồi nhớ mấy công thức ngữ pháp rồi là một đống giải thích lằng nhằng. Vậy thì chúng ta nên làm cái gì đấy vui hơn bằng cách chơi quiz hay là chơi game về grammar. Thì cái trang mà mình lúc nãy nói các bạn, englishclub.com á, là nó có rất là nhiều cái quiz và những cái games về ngữ pháp mà các bạn chỉ cần lên chọn và làm thôi. Thì cái cách này cũng sẽ giúp cho bạn nhớ được cái ngữ pháp đấy. Và nói chung là khi mà mình thực hành với những ví dụ thì mình sẽ nhớ hơn. Ví dụ như game về thì đi. Cái thì này là nhiều người nhầm này. Đó, game về kiểu thì hiện tại hoàn thành là cái khi thì mà nhiều người dùng đúng không? Thì ví dụ như Lindsay not been to France. Đó, nó cho đáp án là has either have. Has not been to France for sure. Đó, kiểu như thế. Thì những cái câu này nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ là một cách để các bạn học, thay vì các bạn kiểu phải cố gắng nhồi nhét quá là nhiều công thức vào. Các bạn làm xong thì các bạn ấn check answer, kiểm tra đáp án và các bạn sẽ được bao nhiêu điểm, tổng số câu và những đáp án chính xác là gì. Đó, kiểu như thế. Đây là cách mà chúng ta ở nhà, chúng ta rảnh hay chúng ta cảm thấy cần học tiếng Anh thì nên tham khảo. Bước tiếp theo ở nhà thì hãy tập hát karaoke bài hát tiếng Anh và tập rap bài hát tiếng Anh mà bạn thích, bạn nghe. Các bạn cứ lên kênh YouTube Sing King cho mình. Ở đây là có rất nhiều cái beat karaoke cực hay của nhạc US UK mà rất là chuẩn luôn. Mình công nhận là cái việc học rap ấy, hát rap ấy, nó rất là có ích cho việc mình kiểu cải thiện khả năng phát âm ấy. Đó, ví dụ như lúc các bạn nghe bài hát mình thích và hát karaoke nhá, các bạn khoan đã nghĩ rằng là những cái từ này mình không biết nghĩa là gì, kệ đi. Thì các bạn cứ hát đã, hát xong đến khi nào các bạn thuộc thì các bạn mới bắt đầu tra cái từ đấy là từ gì. 17 and we got a dream to have a family, a house and everything in between. But then oh, suddenly we turn into three. Now we got pressure for taking our life more seriously. We got our dead end jobs and got bills to pay. Bây giờ mình mới không biết là dead end jobs là gì. Mình mới tra thì có nghĩa là dead end jobs có nghĩa là những cái công việc mà lương vừa thấp mà lại không có cái cơ hội phát triển và được gọi là thăng tiến, là dead end jobs. Và đó chính là cách mình học từ vựng, học cách phát âm qua việc hát karaoke bài hát mình thích. Okay. Mình biết rằng là tất cả chúng ta đều là những người cực kỳ thích mạng xã hội. Vậy thì tranh thủ khi lên mạng chúng ta nên follow những cái trang này để có thể rèn luyện kỹ năng đọc này, thêm từ vựng này và biết được cách diễn tả cũng như văn hóa của người nước ngoài. Về Instagram thì các bạn có thể follow những trang sau: Never Too Weird, cái trang này là của Nygag. Trang tiếp theo là trang The Good Quote. Cái trang này giúp chúng ta cảm thấy hưng phấn hơn và lạc quan hơn. Và đây là những trang có những cái đoạn quote, những cái câu nói ngắn gọn và kiểu đơn giản thực tế thôi, nhưng mà đọc xong rất là vui. Ví dụ như là trang Never Too Weird thì mình sẽ đọc cái post mới nhất.
I honestly hate being in that mood where nothing is actually wrong but nothing really feels right either. À, kiểu như thế, like một cái. Thì có thể là chúng ta không thể hiểu hết tất cả các post được, nhưng mà ít ra chúng ta học thêm được vài thứ. Hoặc là các bạn có thể lên Instagram Khánh Vy CCF, bởi vì dạo này mình làm rất là nhiều quiz về tiếng Anh ở trên story để các bạn có thể vừa xem vừa chọn. Còn về trên Facebook thì mình hay xem những video ngắn từ fanpage của Prince EA, của Jay Shetty và của Steve Harvey. Đây là những cái video mà đều có sắp cả và họ nói những cái vấn đề về nhân cách con người, về lối sống, về lifestyle rất là hay và deep nữa. Ngoài ra thì trên YouTube dạo này mình rất là hay xem những cái vlog của các chị sinh viên. Ví dụ các bạn có thể lên search là A Day in My Life of a Oxford University Student hoặc là Cambridge University. Đó thì cảm thấy là vừa gần gũi mà các anh chị ấy cũng nói tiếng Anh nữa nên là rất là dễ học. Và các bạn có thể lên xem Khánh Vy Official nữa, Vy OK với Vy Talk. Và mình thấy điều quan trọng nhất trong việc tự học tiếng Anh đó là sự lặp lại. Sự lặp lại giúp chúng ta không quên này, nhớ lâu này và tăng cái khả năng nhạy bén của bản thân với ngôn ngữ. Học từ mới ngày hôm nay rồi ngày mai phải đọc lại, nhìn qua và sử dụng. Xem một video, xem một bộ phim cũng nên xem lại. Nghe một bản nhạc hay là nghe một bài hát gì đấy cũng nên nghe đi nghe lại. Nói chung là cứ phải làm đi làm lại, làm đi làm lại. Thì lúc đấy thì tiếng Anh chúng ta sẽ có thể cải thiện được. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi đến tận giây phút này của series VivoCape. Và trong thời gian phòng dịch này thì hy vọng là tất cả chúng ta sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, bình tĩnh, an tâm, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước. Và giữ gìn sức khỏe. Thank you mọi người, see ya.